Chúng tôi xin được cảm ơn quý vị, và để tiếp tục trong phần 2 thì chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin mà ngày hôm qua chúng tôi sau khi nghe tin ông cố vấn về an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump từ nhiệm, chúng tôi đã có liên lạc với một số những nhân sĩ trong vùng, giống như là ông Phạm Trần, cụ đại sứ Bùi Diễm, tiến sĩ Trần Quang Hải, và đặc biệt chúng tôi có liên lạc với lại kỹ sư Lê Thành Nhân ở tại Austin, Texas, để tìm hiểu một số những nhận định và những phân tích những vấn đề chung quanh vấn đề từ nhiệm của ông Joe Biden và những cái ảnh hưởng ở phía sau về vấn đề an ninh quốc gia, về vấn đề Biển Đông. Và đặc biệt thì cuộc tiếp xúc của chúng tôi với lại kỹ sư Lê Thành Nhân ngày hôm qua đó là để nhằm tìm hiểu xem cái vấn đề Biển Đông sẽ như thế nào và sẽ ra sao, tại vì kỹ sư Lê Thành Nhân là một trong những người rất quan tâm về vấn đề Biển Đông. Và sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn ngày hôm qua mà chúng tôi đã thực hiện được với lại kỹ sư Lê Thành Nhân. Ông mới đi sáng hôm nay thì trong cái chuyến đi này đó, thì bây giờ mình quay tổng hợp trên tất cả những cái tin tức từ trong White House trở ra đó, thì tôi thấy như thế này. Thứ nhất là ông quá hăng say về cái việc đối với tình hình Venezuela, Bắc Triều Tiên và Afghanistan, và có lẽ là ông đụng độ đến những cái sự có lẽ là hơi chần chừ của ông Tổng thống Trump trong cái việc đối đầu với và đồng thời đấy, ông cũng đang có gặp những cái sự đối đầu với những cái quan chức ở trong cái cabinet của tòa Bạch Ốc đấy. Theo tôi nghĩ đó, ông John Bolton cũng có những cái đụng độ với hai bộ trưởng quốc phòng và bộ trưởng ngoại giao, là hai vị quan văn và quan võ tả phù hữu mực của ông Tổng thống Trump, nên ông phải ra đi. Thì cái sự việc này nó ăn khớp với trên cái Twitter của ông Trump sáng nay, thì ông nói rằng là tôi hoàn toàn không đồng ý với đề nghị của ông ta, tức là ông John Bolton á, cũng giống như những đề nghị của ông ta đối với các nội các, đối nội các là tôi nghĩ rằng đối với những cái vị bộ trưởng kia, cho nên ông muốn John Bolton phải từ chức. Và trong cái Twitter thì ông Tổng thống cũng không quên là cảm ơn ông John Bolton đã phục vụ cho tòa Bạch Ốc trong mấy ngày qua. Còn cái tin tức mà nó lộ ra từ trong các cái giới chức cao cấp của tòa Bạch Ốc á, thì có những nguồn tin cho rằng là trong cái thời gian mấy tháng qua đó, thì Tổng thống Trump càng ngày càng dùng cái từ gọi là irritate, là phát cáu với đề nghị của ông John Bolton về các vấn đề, đặc biệt là ba vấn đề là Iran, Venezuela và hiện nay là Afghanistan. Thì trong cái việc ra đi đó thì ông Mitt Romney đó, là ông Mitt Romney đã từng là ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa trước đây, thì ông nói rằng là, và hiện nay á, ông là thượng nghị sĩ của tiểu bang Utah đó, thì ông cho rằng là ông ta rất buồn về việc ông Johnson ra đi, vì đó là mất mát rất lớn của một một người làm việc rất là có nhân tài đối với tòa Bạch Ốc. Thì vâng, thưa anh Võ Thành Nhân, đó là những cái mà chúng tôi biết được là cái lý do là ông John Bolton ông phải từ chức ngày hôm nay. Và bên cạnh cái sự từ chức của ông John Bolton như vậy đó, thì cái vấn đề an ninh quốc gia của Hoa Kỳ trong những ngày tháng sắp tới thì theo ông có những cái ghi nhận như thế nào vậy thưa ông? Tôi thấy cái nhiệm vụ của an ninh quốc gia là nhiệm vụ tư vấn riêng cho tổng thống mà thôi. Và đặc biệt á, khi mình nhìn á, là cái ông cố vấn an ninh quốc gia này là ông dù là cố vấn trưởng cho tổng thống, nhưng mà ông không có được thượng viện thông qua, do đó ông cũng nằm trong cái hệ thống chính quyền của Hoa Kỳ. Và trong tương lai một ngày rất gần, chắc lại là ngày tới đó, thì ông tổng thống ông có thể bổ nhiệm bất cứ một người cố vấn an ninh quốc gia nào. Nếu mà bên phe quân đội đó thì ông cố vấn an ninh quốc gia ông phải là từ trung tướng trở lên, trung tướng hay là đại tướng, đại khái như vậy. Thì vấn đề ta có lẽ rằng anh nhân hỏi cái vấn đề về cái vấn đề mà cái an ninh quốc gia về Biển Đông đó, thì trước hết là nói cái vấn đề an ninh quốc gia của Mỹ hiện nay nó có tới 4 vấn đề họ phải đối đầu. Thứ nhất là vấn đề Venezuela ở Nam Mỹ, thứ hai là về vấn đề Trung Đông và Iran, thứ ba là về rút quân ra khỏi Afghanistan, và thứ tư là về vấn đề Biển Đông. Thì ba cái vấn đề đầu á thì nó không liên hệ tới Việt Nam nhiều, thì do đó mình chỉ biết được rằng á, là ở đó thì Bộ trưởng Quốc phòng cũng giống như Bộ trưởng Ngoại giao vẫn có những hình thức cứng rắn, nhưng mà họ không làm việc cái lối cứng nhắc. Đấy, còn ông về Biển Đông á, thì tôi thấy John Bolton từng tuyên bố là ông rất là bảo một cái lời tuyên bố của ông lâu lắm rồi chứ không phải là mới đây, cho nên tôi không nghĩ rằng cái việc ra đi của
Bởi vì ông John Bolton là từng tuyên bố rất là cứng rắn. Ông nói rằng là ở tại Biển Đông á, là phải dùng quân đội để mà đẩy Trung Cộng ra khỏi Biển Đông, và ông dùng mũi câu mà chúng ta thường hay thấy là muốn hòa bình thì phải có chuẩn bị chiến tranh, là ông dùng giải pháp quân sự. Thì tôi thấy là hiện nay đó Mỹ cũng đang chuẩn bị kế hoạch đó, như là tập trận Mỹ với các nước Đông Nam Á mấy ngày vừa rồi đó, là họ dùng cái đang đang chuẩn bị cái giải pháp quân sự. Và nếu mình không lầm đó thì cái việc mà ông Nguyễn Phú Trọng đến Washington DC trong tháng 10 này cũng có lẽ là nằm trong cái tính toán của Mỹ, là muốn Cộng sản Việt Nam hợp tác với Mỹ mạnh hơn trong vấn đề quân sự, cùng quân sự. Thì việc đối đầu với Trung Cộng tại Biển Đông là một phần trong cái toàn bộ an ninh quốc gia của Mỹ, mà đưa lên hàng quốc sách và được hai viện quốc hội Hoa Kỳ và hơn 300 triệu nhân dân của Mỹ hiện nay ủng hộ rất là cao. Như vậy thì không những là ông Trump thuộc đảng Cộng hòa, mà sau này dù bất cứ một cái đảng nào ở trong tòa Bạch Ốc á, cũng phải chống Trung Quốc, vì đó là quyền lợi của nhân dân Hoa Kỳ. Dĩ nhiên mỗi tổng thống nó có một cách chống khác nhau. Như ông Trump hiện nay thì ông có những cái hành động thiết thực và rất là ngoạn mục, tuy nhiên những tổng thống sau tôi biết họ có những cái vấn đề cũng rất là cao và rất là hay. Cho nên tôi thấy là cái vấn đề đối với Biển Đông của chúng ta đó, là hiện nay là vì quyền lợi của Mỹ ở đó rất là nhiều, và không bao giờ để cho Trung Cộng nó trở thành một sự đe dọa của nền an ninh của thế giới. Do đó cái vấn đề, cái việc ông John Bolton ra đi là ông ở lại, tôi nghĩ không có ảnh hưởng gì đến cái vấn đề đối với Biển Đông cả. Kính thưa vị, chương trình của chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng, và chúng tôi xin hẹn gặp lại vị vào ngày mai. Và cũng xin được kính chúc quý vị có một cái buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Võ Thanh Nhân xin được kính chào. Chớ quên đi sự tôn thông, đừng vì tiền vì danh đem đánh đổi ngàn năm tăm tối, rồi lịch sử phán xét công bằng kẻ gian dối với ai chân thành. Mình là người Việt Nam, mình luôn luôn sống sao cho trọn. Giờ mình cùng bên nhau đứng lên đi về tự do, dù đường dài cam go ta cứ đi tìm rồi sẽ có. Giọt nước mắt đôi lấy nụ cười, giọt mồ đắp xây cuộc đời, một cuộc đời đẹp tươi, tự do cho tất cả mọi người. Một cuộc đời đẹp tươi, tự do cho tất cả mọi người.